Bác sư xin mến chào các ba mẹ và các bạn. Trong giai đoạn hiện nay, khi mà tình trạng trẻ sốt xuất huyết tăng lên rất là cao trong cộng đồng, và trong cái quá trình thăm khám và tư vấn cho các em bé điều trị sốt xuất huyết tại nhà, thì bác sĩ Hương nhận thấy có 5 sai lầm sau đây các ba mẹ cần tránh trong quá trình chăm sóc cho em bé của mình, để tránh những cái biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra với con và thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ. Sai lầm đầu tiên đó là nhiều ba mẹ sử dụng thuốc kháng sinh cho con. Tuyệt đối không được sử dụng kháng sinh cho em bé sốt xuất huyết. Tại sao lại như vậy? Tại vì em bé sốt xuất huyết đó là do virus, đúng không ạ? Virus thì kháng sinh không có vai trò trong điều trị virus. Bởi vậy cho nên nếu như các ba mẹ sử dụng kháng sinh cho em bé thì vô hình chung làm cho con mình mệt hơn, tốn kém hơn và đặc biệt là tăng cái khả năng kháng kháng sinh ở trong cộng đồng. Có một số ba mẹ nói với cái bác sĩ Hương rằng con này em họng rất là đỏ, da thì đỏ đúng không? Do da sung huyết, họng đỏ, niêm mạc đỏ. Tuy nhiên cái đỏ đó hoàn toàn là do virus, không phải do vi khuẩn, nên tuyệt đối các ba mẹ không sử dụng kháng sinh cho em bé bị sốt xuất huyết. Sai lầm thứ hai đó là việc sử dụng thuốc hạ sốt có thành phần là ibuprofen. Thuốc hạ sốt có thành phần ibuprofen thì có tác dụng là hạ sốt nhanh, hạ sốt kéo dài. Tuy nhiên thuốc đó, thuốc ibuprofen thì lại làm tăng nguy cơ xuất huyết ở em bé bị sốt xuất huyết, hay là cách khác là tăng nguy cơ chảy máu ở những em bé bị sốt xuất huyết và có thể dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ. Cho nên các ba mẹ nhớ tuyệt đối không được sử dụng thuốc hạ sốt có thành phần là ibuprofen cho trẻ bị sốt xuất huyết. Sai lầm thứ ba đó là cái việc mà các ba mẹ sử dụng quá liều thuốc hạ sốt paracetamol. Tại vì trong quá trình mà em bé bị sốt, có rất là nhiều em bé sốt rất là cao, khó hạ, nên nhiều ba mẹ sốt ruột cứ cho em bé uống liên tục và dẫn đến tình trạng là quá liều và ngộ độc thuốc hạ sốt có thành phần là paracetamol, thì dẫn đến tình trạng suy gan chảy máu và rất là khó cứu chữa. Và thực tế trong cái quá trình làm việc, bác sĩ Hương đã chứng kiến em bé bị như vậy. Điều đó rất là đáng tiếc. Cho nên các ba mẹ nhớ là sử dụng thuốc hạ sốt paracetamol đúng liều, đúng khoảng cách. Có nghĩa là gì? Em bé sẽ sử dụng thuốc hạ sốt với cái liều là từ 10 đến 15mg paracetamol cho 1g cân nặng. Và nhớ là phải cách 4 đến 6 tiếng một lần nếu như em bé vẫn còn sốt trên 39 độ. Trên 39 độ thì em bé mới cần phải sử dụng thuốc hạ sốt các bạn nhé. Bởi vì sốt là một phản ứng tốt của cơ thể, nên nếu như các ba mẹ có các bạn vì sốt ruột, vì lo lắng mà dùng thuốc hạ sốt quá sớm thì vô hình chung các bạn sẽ mất đi cái phản ứng tốt của cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh. Và hạ sốt là gì? Hạ sốt là khi em bé hạ được nửa độ, ví dụ em bé từ 39 độ 5 về 39 độ, có nghĩa là em bé đã hạ được rồi, chứ không nhất thiết là phải về 37 độ hoặc 37 độ 5. Các ba mẹ nhớ định nghĩa cái hạ sốt, chứ đừng vì thấy con vẫn còn sốt như thế lại sốt ruột lo lắng lại tương thêm thuốc hạ sốt cho con nữa. Điều đó rất là nguy hiểm. Và các ba mẹ nhớ là cách 4 đến 6 tiếng một lần. Còn nếu các ba mẹ thấy em bé sốt cao, khó hạ, không hạ được, thì đấy là một trong những cái tiêu chuẩn các ba mẹ cần phải cho em bé vào viện để được hỗ trợ của các bác sĩ. Được chưa? Đó, đấy là sai lầm thứ ba mà trong quá trình thăm khám tư vấn cho các ba mẹ có em bé bị sốt xuất huyết thì bác sĩ Hương đã thấy là các ba mẹ gặp phải. Sai lầm thứ tư đó là cái việc các ba mẹ pha orezon không đúng cách. Bởi vì trong cái quá trình mà theo dõi chăm sóc điều trị em bé sốt xuất huyết tại nhà thì cần phải bù dịch cho các con, đúng không ạ? Và một trong những cái dịch mà các ba mẹ cần bổ sung cho các con đó là orezon. Nhiều ba mẹ pha không đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Bởi vì orezon cần phải pha theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi người ta đã nghiên cứu rằng nếu pha đúng cái tỷ lệ như vậy thì sẽ đảm bảo cân bằng về mặt sinh lý, về nồng độ các cái chất điện giải cũng như là áp lực thẩm thấu. Nên khi các ba mẹ và các bạn pha orezon không đúng cách thì dẫn đến em bé bị rối loạn nước và điện giải và làm cho tình trạng bệnh của em bé ngày càng nặng hơn. Đó. Và một cái sai lầm thứ năm vô cùng quan trọng đó là các ba mẹ không có đủ các cái kỹ năng để mà phát hiện các cái dấu hiệu em bé chuyển nặng, cần phải cho em bé vào viện ngay lập tức. Và bác sĩ Hương đã có cái video hướng dẫn cách ba mẹ phát hiện các cái dấu hiệu chuyển nặng để mà cho em bé vào viện. Bác sĩ Hương điểm danh
nhanh chín cái dấu hiệu sau đây: một là em bé ly bì, khó đánh thức, lờ đờ; hai là em bé mệt lả; ba là em bé bỏ ăn hoặc bỏ bú; bốn là em bé nôn rất là nhiều; năm là em bé có hiện tượng tay chân lạnh; sáu là em bé có hiện tượng đau bụng dữ dội; bảy là em bé có hiện tượng sốt huyết; tám là em bé có hiện tượng tiểu ít; và chín là em bé đang hạ sốt mà tự nhiên có hiện tượng kích thích quấy khóc. Đó. Thì đấy là những cái dấu hiệu các bà mẹ nhớ cần phải cho em bé vào viện ngay lập tức. Và như vậy thì bác Dương đã chia sẻ với các bà mẹ và các bạn 5 cái sai lầm mà có thể gặp phải trong cái quá trình mà chăm sóc, theo dõi em bé bị sốt xuất huyết điều trị tại nhà. Các bà mẹ nhớ tránh để mà chăm sóc em bé của mình được tốt hơn, tránh những cái biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra với em bé của mình. Và bác sĩ Hương hy vọng video này sẽ giúp ích được các bà mẹ trong cái quá trình theo dõi chăm sóc em bé sốt xuất huyết điều trị tại nhà. Và các bà mẹ hãy nhớ like, share và đăng ký vào kênh của bác sĩ Hương để đón nhận nhiều nhiều các video tiếp theo về quá trình chăm sóc trẻ, đặc biệt là quá trình chăm sóc trẻ sốt xuất huyết. Bác sĩ Hương xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.